Chào các chị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với chị một cái bàn một món ăn rất là Việt Nam, đó là xôi gắt. Xôi gắt đã không còn xa lạ gì đối với người dân Việt Nam nói riêng và trên thế giới cũng đã biết về Việt Nam. Ngoài những cái món ăn Việt Nam ra còn có xôi gắt và xôi lá cẩm, xôi đậu xanh. Đây là món ăn rất truyền thống và chúng tôi rất tự hào vì món ăn này. Hôm nay tôi có chị Vinh ở Vũng Tàu đến Rosa để tìm hiểu món này. Vậy các bạn cùng tôi và chị Vinh tìm hiểu và thực hiện món ăn này nha các bạn nhé. Để thực hiện món này các bạn cần những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là nếp. Nếp các bạn có thể lựa những hạt nếp ngon. Nếp thật sự thì ở bên thị trường rất nhiều loại, nhưng mà tôi khuyến cáo anh chị nên sử dụng nếp hạt dài. Bởi vì nếp hạt dài sẽ hạn chế về cái mặt độ nhão của cái hành nếp, nó giúp cho hành nếp khô và ngon hơn. Chúng ta sẽ ngâm nếp này qua một đêm. Vì ngâm nếp qua một đêm thì khi ta hấp, hành nếp sẽ dễ dàng nở, bung và nở rất đẹp. Và tiếp theo đó là đậu xanh. Chúng ta cũng ngâm qua một đêm luôn. Và nói tới xôi Việt Nam thì chúng ta rất tự hào bởi vì chúng ta có gì? Có một cái làng dừa rất nổi tiếng như Bến Tre chẳng hạn. Thì dừa chúng ta rất tươi ngon. Nguyên liệu để làm món ăn hôm nay nó có dừa và có gì? Đường cát trắng và gấc. Đây là gấc. Sau khi gấc các bạn gấc, chúng ta bổ đôi gấc ra, chúng ta lấy hạt. Và đây là phần thịt của gấc. Sau khi có thịt gấc rồi, chúng ta cho một ít rượu trắng vào. Cho rượu trắng vào như thế này. Ta trộn đều để cho rượu giúp cho gấc giữ được cái màu sắc của nó lâu hơn và đẹp hơn. Vậy là nếp đã ngâm được 6 tiếng. Nếu chị làm sáng mai làm thì ta nên ngâm buổi tối. Còn nếu chiều làm hoặc là chiều làm thì sáng nay ta ngâm, bắt đầu ngâm buổi sáng. Thì đây là nếp chúng ta đã được ngâm 6 tiếng. Sau đó chúng ta cho vào đây khoảng một muỗng cà phê muối ha, một muỗng cà phê muối. Cho đây và trộn đều vào. Trộn đều như thế này. Ta trộn đều phần muối trước để giúp dễ tan đều. Nếu ta thích cái vị đậm đà của muối, ta có thể tăng thêm một muỗng cà phê nữa ha. Như thế này. Ta có thể tăng thêm một muỗng cà phê nữa. Vậy ta chốt lại 1 kg nếp, ta cho 2 muỗng cà phê muối là được rồi. Và đây là cách trộn ha, cái cách trộn cho đều. Hoặc chúng ta có thể dùng tay trộn sẽ đều hơn so với cái cách làm như thế này. Chúng ta có thể dùng tay ha, dùng tay để làm. Rồi sau khi chúng ta trộn nếp xong, trộn đều nếp với muối. Tiếp tục chúng ta cho gắt vào. Và tiếp tục chúng ta trộn đều. Ta trộn đến lúc nào đều rồi chúng ta bắt đầu cho vào hấp. Thời gian hấp nếp này khoảng 40 phút các bạn ha. Mấy chị muốn màu đỏ lợt hay là đậm thì chúng ta chỉ có việc tăng hoặc giảm gắt. Phần này chúng ta có thể cân đối ha, qua việc chúng ta nhìn bằng mắt ha. Muốn màu gắt của ta đậm thì ta cứ tăng gắt lên. Như thế là ok, rất đậm đà. Rồi chúng ta sẽ đem đi hấp. Mấy anh chị lưu ý khi hấp nếp. Khi ta hấp nếp thì ta ghi nhận là ta sẽ tạo ra những khoảng trống để cho hơi nước được thoát lên. Và lưu ý là hấp nếp không có để lửa quá lớn. Vì như thế nó sẽ nước dâng lên và nó sẽ làm nhão nếp của mình. Vậy là xôi chúng ta đã hấp là chín rồi. Ngay khi nó vừa chín chúng ta lấy ra vì nó còn độ nóng ha. Và sau đó chúng ta sẽ cho vào đây tùy theo sở thích của bên chị và các bạn có thể cho nhiều hay ít ha. Sau đó chúng ta sẽ là cộng với lại 150g đường.
đường ngọt hay lạt thì tùy theo ý thích của mọi người, ta có thể tăng ngọt hoặc là giảm ngọt. Đặc điểm của xôi khi cho đường vào là chúng ta sẽ thấy hiện dạng xôi nó sẽ bị nhão ra, nhưng một chút nữa sẽ khô. Và thôi mình có giờ ăn rồi tạo bóng ăn gì á, cho có giờ ăn vào để tạo bị bóng. Chút nữa thì nó sẽ khô lại, đó là cái hiện dạng chúng ta gặp bắt đầu của xôi này. Làm xôi xanh này thật sự rất là dễ. Mấy chị chỉ cần mua những loại nếp thật là ngon, sau đó mấy chị ngâm qua đêm, cộng với vài đậu xanh cũng ngâm qua đêm. Sau đó chúng ta sẽ luộc hoặc là hấp cho chín. Làm xong ta tái nhuyễn như này. Sau khi tái nhuyễn rồi ta trộn với đậu xanh vào đây. Ta trộn để lấy màu. Còn cái phần đậu xanh, cái phần đậu xanh này chúng ta sẽ nấu ở cái dạng nhão nhão ra, để làm phần nhân để ta ép khuôn rất đẹp ha. Nguyên liệu của nó rất đơn giản, đó là dừa và bột cốt dừa, muối và đường là xong. Rất đơn giản, các bạn hãy quan sát. Muối thì ta cho vào đây khoảng 2 muỗng cà phê muối. 2 muỗng cà phê muối, ta trộn đều. Cộng với đậu xanh vậy, đậu xanh nó được tán nhuyễn. Chúng ta có thể dùng tay cho nó dễ làm, chứ đừng có dùng những động tác này, nó không có đều ha. Chúng ta nên dùng tay, bởi vì xôi ta còn phải hấp, nên chúng ta đừng có sợ vấn đề vệ sinh toàn thực phẩm. Chúng ta dùng tay như thế này, như thế nó sẽ đều hơn, bởi vì có những con tay nó luồn lách là rất dễ ha. Ta chỉ áo qua cái màu thôi, ta chỉ lấy màu nhẹ nhàng thôi. Nếu chúng ta muốn nó màu nhiều thì chúng ta chỉ việc tăng cái lượng đậu xanh này lên là xong. Muốn cho ra cái màu. Rồi, sau đó chúng ta đem đi hấp khoảng 40 phút. Rồi, đối với tôi, món xôi thật xuất sắc là ngon hơn. Để cảm nhận được độ béo của nó mà nó không bị hòa tan thì chúng ta nên dùng bột cốt dừa, bởi vì bột cốt dừa khi cho vào sản phẩm nó không bị nhão và nó sẽ bám dính rất chặt. Đối với đây là 1 kg, chúng ta có thể cho vào đây khoảng 50g bột cốt dừa để cho nó tăng tính hấp dẫn của món ăn. Chúng ta nên trồng sợi dừa trực tiếp vào mà không phải là lấy nước cốt dừa. Mà chúng ta lưu ý mua dừa, chúng ta nên mua ta chọn dừa là những sản phẩm còn trắng như này, chứ đừng có nạo tới cái phần vỏ dừa nó vỏ dừa nó sẽ bị đen, nó không đẹp. Chúng ta cho vào đây một ít như thế này, cho một ít thôi. Chúng ta trộn đều lên và phần còn lại chúng ta chỉ đem đi hấp là xong. 40 phút chúng ta sẽ làm cái phần nhân, gọi là nhân đậu xanh. Đó là nhân đậu xanh này, chúng ta cần phải luộc đậu xanh ra, luộc sợi xanh cho chín, sau đó chúng ta sẽ xoay hoặc tán nhuyễn như thế này. Sau đó chúng ta cho một ít dầu ăn vào, cộng với một ít nước. Chúng ta lưu ý nước đây chúng ta chỉ cho vào từ từ, khi nào nó đạt ở độ nhão nhất định, chứ không có cho vào một lúc, lại lỡ nó nhão quá thì ta không xử lý được, mất công ta phải xào lại rất là lâu. Ta nên cho từ từ như thế này.
cộng với một ít muối ha. Lúc nào cũng vậy, chúng ta nên có miếng muối để dặn lại ha, miếng muối và một ít đường. Đường thì chúng ta nên cân nhắc kỹ, bởi vì trong một lít nếp chúng ta có tương đương với khoảng 150g đường. Thì đường ở đây chúng ta chỉ tạo vị đường lớn lớn thôi, tức là nó lạt thôi, không có quá ngọt. Tại vì ngọt cộng với ngọt nữa ra một cái vị ăn rất là ngọt ngào, nên nó không còn cảm xúc quá nữa. Nên ở đây chúng ta nên làm vừa vừa lạt lạt thôi. Thì ở đây có khoảng 300g đậu xanh này ha. Thì nó tương đương với khoảng 50g đường cát là được, 50g đường thôi, hoặc có thể ít hơn nếu mấy anh chị không thích ăn ngọt ha. Ta làm 50g hoặc ít hơn. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều ha, nấu cho nhão ra cộng với ít nước. Đây là cái cách nấu tương đối hiện đại so với truyền thống, là người ta cho nếp, cho đậu xanh nấu sống luôn. Nhưng bây giờ nấu như thế này ta dễ kiểm soát hơn so với cách truyền thống. Truyền thống nấu có khi nhiều khi nó nhão thì nhão quá, nó khô thì khô quá. Còn đây là nấu ta có thể kiểm soát được, bởi vì ta xác định đậu xanh đã chín rồi, nên ta muốn nhão hay khô lúc nào tùy thích. Và chúng ta đừng ngại cho bột béo vào, đó là bột cốt dừa ha. Để tăng tính hấp dẫn cho món ăn thì bột cốt dừa là một phần rất quan trọng trong quá trình chế biến món ăn sôi này. Chúng ta trộn đều. Chúng ta lưu ý là không sao nhân này lửa quá lớn. Và cái cách cho nước như tôi đã nói rồi, chúng ta cho vào từ từ đó, chúng ta tán nhuyễn ra, thấy kết cấu nó sành sạch là được ha. Chứ chúng ta làm nhão rồi chút chúng ta ịnh khuôn rất là khó. Một kỹ thuật nấu sôi đó là bạn phải biết dừng đúng lúc, chứ không phải là ta cứ đứng đó ta xào hoài, hoặc là cái hạt nếp nó nở quá cũng không được, để lâu quá không được, mà hãy biết dừng đúng lúc. Thì thời gian hấp nếp người ta tính được là 40 phút ha, 40 phút. Chúng ta thấy cái hiện trạng nó như thế này là gần như là sắp được ha, gần như sắp được. Nhưng mà đặc biệt chúng ta có cái này, nó hay một cái là chúng ta càng làm thì nó càng khô, nên chúng ta có thể tự tin, đừng có nhút nhát cái phần nước ha. Ta có ghi nhận là nó càng làm thì nó sẽ càng khô, nó sẽ mất nước và nó khô đậu xanh lại. Nhưng là khuyến cáo là anh chị vẫn cho nước vừa phải thôi. Rồi tôi lại cho một ít dầu ăn vào để giúp cho dầu ăn có tác dụng để làm gì, để giúp cho đậu xanh nó không có bị khô, nó được bảo vệ cái lớp dầu này, giúp cho đậu xanh không bị thoát nước bên ngoài. Và nó lại tăng thêm một ít vị béo ha. Với món xôi nhân đậu xanh, với món xôi đậu xanh tuyệt đẹp như thế này, các chị có thể tổ chức ý tiệc tại nhà, hoặc là nhờ các chị có thể nấu một dịch vụ nấu xôi cung cấp tại các nhà hàng lớn, mà ở những nhà hàng có thể họ rất bận, họ không phải tiện làm, họ đặt hàng với chị. Muốn biết thêm chi tiết về món xôi độc đáo này, các chị hãy đến với Rosa vào ngày Rosa Đồng Nai. Chúc các chị một ngày thành công và tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.